Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 2, tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài một bài 69 trang 79 100 trừ đi một số. Bài số 1, đặc tính đồ tính 100 trừ cho 3. 100 trừ cho 3. 100 trừ cho 8. 100 trừ cho 54. 100 77. Rồi, 100 ta trừ cho 3 là như thế nào? Là 0 ta trừ cho 3 không được, ta mượn 10. 10 ta trừ cho 3 được 7. À, 7 là trả 1. À, 0 này ta mượn, 0 này ta trừ 1 không được, ta mượn 10, được không? 10 ta trừ cho 1 bằng 9. À, 9 ta trả 1. 1 ta trừ cho 1 bằng 0. Được. Hay cái này là số 0 thì chúng ta khỏi cần ghi. À, tương tự, 0 ta từ 8 được, ta mượn 10. 10 ta từ 8 được 2. 2 là trả 1. 0 ta trừ 1 không được, ta mượn 10. 10 ta trừ 8, 10 ta trừ 1 được 9. 9 ta trả 1. 1 ta trừ 1 bằng 0. Số 0 chỗ này tôi khỏi cần ghi. Được không? Rồi bài bên này. 0 ta trừ 4 không được, ta mượn 10. 10 ta trừ 4 được 6. 6 ta trả 1. 0 ta trừ 5 không được, ta mượn 10. 5 thành 6 á, ta trả 1 bên này nữa, ta trả 1 bên này qua nó thành là 6. 0 ta trừ 6 không được, đúng không? Ta mượn 10. 10 ta trừ cho 5 được 5, 5 ta trả 1 nữa, còn 4. Trả 1. 1 ta trừ 1 bằng 0, 0 thì chú 0 phía trước ta khỏi cần ghi. Không ta trừ cho 7 được, ta mượn 10. 10 ta trừ 7 được 3, ta trả 1. 10 ta trừ cho 7 không được, ta không ta không ta mượn, không ta trừ 7 không được, ta mượn 10. 10 ta trừ được 7 được 3. 3 ta trả 1 mới trả bên này, ta mượn bên này nữa. Trả qua này nữa là còn là 2. 2 ta trả 1. 1 ta trừ 1 chỗ này hết, không, số 0 chứ khỏi cần ghi. Bài số 2 tính nhẩm. Bài số mẫu. 100 ta trừ cho 20, được không? 10 chục, nè, cái này là 10 chục. Ta trừ cho 2 chục. Số 0 này chúng ta ghi lại, được không? 10 chục trừ cho 2 chục cùng 8 chục. Đây là 8 chục. Nè. Hoặc cái thứ hai là gì? 10 ta trừ cho 2 đường 8, còn số 0 ta ghi lại, được không? Rồi tương tự, 1 thì làm theo cách này, 2 thì làm theo cách cái thầy. 0 số 0 ta ghi lại là 0. Số 10 này chúng ta trừ cho số 6 bằng số 4. Được. Số 0 này chúng ta ghi lại, số 0 này số 0 này ta ghi lại, được không? 10 ta trừ cho 9 còn 1. Số 0 này trừ nhau bằng 0, ghi lại. 10 ta trừ cho 3 được 7. Số 0 này trừ nhau bằng 0. 10 ta trừ cho 4 được 6. Bài số 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 lít dầu. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 32 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu? Bỏ. Được không? Bao nhiêu chúng ta sẽ bỏ, được không? Số lít dầu buổi chiều cửa hàng đó bán được là nào.
số lít vào. Buổi chiều. Cửa hàng. Đó. Bán được là. Nào. Rồi. Bao nhiêu đây? 32 lít dầu. À, 100 lít dầu. Nhầm. 100 lít dầu. Buổi sáng thì bán bấy nhiêu, buổi chiều thì bán ít hơn. 32 100 trừ 32 bằng 0 trừ 2. Không được, tôi mượn 10. 10 trừ 2 được 8. 8 trả 1. Được. 10 trừ cho 4 nữa. 3 bữa 1 nữa là 4. 10 trừ 4 được 6. 68 lít dầu. Đặt số. Bài số 4. Một trăm nó trừ cho 50. Rồi số 0 này, số 0 người ta ghi lại. 10 nó trừ cho 5 được 5. 50. Một trăm ta trừ cho 20. Số 0 này trừ số 0 này bằng 0. Số 10 ta trừ cho số 2 được số 8. Số 0 này ta trừ cho số 0 này bằng 0. Số 8 này ta trừ cho số 3 được 5. Và tiếp theo. 100 ta trừ 25. Số 0 ta trừ cho số 5 là không được, ta mượn 10. 10 ta trừ cho 5 được 5. 5 ta trả 1. 10 này ta trừ cho 3. 2 với lại 1 nhớ bên này nó là quên nữa. 1 trả bên này nữa là thành ra 3. 10 ta trừ cho 3 được 7. Một trăm ta trừ cho 5. Không ta trừ cho 5 không được, ta mượn 10. 10 ta trừ cho 5 được 5. 5 ta trả 1. 10 ta trừ cho 1 là bằng 9. 95 ta trừ 20. 5 ta trừ cho 0 được 5. 9 ta trừ cho 2 được 7. Bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.